199 người thức dậy đúng giờ, chuẩn bị hành trang xong xuôi là khởi hành ngay. Chỉ có một người không ai nhìn thấy mà đánh thức nên vẫn còn nằm ngủ say ở đó. Khi người này mở mắt tỉnh giấc thì đã lạc mất đồng bạn, cuống cuồng chạy ra đường núi, những tưởng bắt kịp đoàn người kia nhưng đã muộn mất rồi. Người này chạy tới chạy lui, nhưng chạy đường nào đi nữa cũng không ra được khỏi những hẻm núi quanh co hiểm trở. Đúng lúc ấy, gió bấc bỗng nổi dậy rít lên giận dữ. Trong chớp nhoáng, một trận cuồng phong thổi tới, làm cho các đá bay loạn xạ, từng tảng băng tuyết ào ạt rơi xuống. Con đường núi trước mặt phút chốc đã bị băng tuyết phủ kín, không trông thấy đâu nữa. Con đường về này đã không còn. Người lái buôn này tuyệt vọng ôm mặt khóc ròng, nước mắt lã chả. Trong những hẻm núi quanh co có một cây gỗ thơm chiên đàn, hấp thụ tinh hoa của trời đất từ lâu đời nên có được tánh linh và biến thành một vị thần cây. Thần cây biết được nỗi thống khổ của người lái buôn lạc đường nên phát tâm cứu giúp, đến trước người này mà nói rằng: ông có thể tạm thời đến chỗ của ta mà ở, chuyện ăn uống, quần áo đã có ta lo liệu, chờ tới mùa xuân năm sau, băng tuyết tan rồi sẽ tìm đường ra về. Người lái buôn đã đến bước đường cùng, nghe thế mừng rỡ vô cùng, từ đó bèn trú ngụ dưới gốc cây chiên đàn này. Thời gian qua như tên bay, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, đường về đã hiện ra trước mắt. Người lái buôn lạc đường mới nói với thần cây: khi tôi cùng đường mạt lộ, hân hạnh được ngài cứu vớt mới sống sót được cho tới ngày hôm nay. Chỉ hận là trong người không có vật gì để báo đáp ơn ngài. Bây giờ tôi còn chút cha già phải về phụng dưỡng, xin ngài vui lòng đưa đường chỉ lối cho tôi về. Được, thần cây cười nói và đưa cho người này một cái bánh bằng vàng. Ông cứ đi thẳng trước mặt thì sẽ đến một ngôi thành nhỏ, cứ ven theo ngôi thành ấy thì sẽ tìm được đường về nhà. Nghe xong, người lái buôn lạc đường mới cáo biệt thần cây. Cốc cây này mùi hương ngào ngạt thanh khiết không gì sánh bằng, trên thế gian chắc chắn không có một gốc cây thứ hai như thế. Hôm nay tôi từ biệt ngài mà về chốn xa xôi, có lẽ suốt đời tôi sẽ không được gặp lại ngài nữa. Chỉ ao ước ngài vui lòng cho tôi biết tên. Thần cây trả lời: ông hãy về đi, tôi rất xấu hổ, lúc cùng đường gặp ngài nên được sống sót, tính lại hơn 100 ngày đã trôi qua mà chưa báo đáp được mảy may nào công ơn to lớn của ngài. Thật ra tôi không làm gì khác được là xin được biết quý danh để khi về tới nhà tôi có thể kể cho người nhà biết đến công đức của ngài. Thần cây thấy người lái buôn có vẻ thành thật, không nỡ từ chối hảo ý của người này nên thẳng thắn nói tên mình là Chiên Đàn. Nhưng dặn đi dặn lại mấy lượt: rễ nhánh của ta có thể trị được tất cả các loại bệnh của thế gian, mùi hương của ta bay ngát bốn phương trời, ở xa cũng có thể ngửi thấy. Có thể nói ở trên đời có một không hai, nhưng nếu mọi người biết sự hiện diện của ta, lòng tham không đáy của họ sẽ khiến họ đến đốn ngã tâm mất. Vì thế ta hy vọng ông sẽ không nói với ai chỗ ta ở. Người lái buôn cảm ơn thần cây rồi đi theo lộ trình thần cây chỉ dẫn, quả nhiên về được tới nhà của mình. Sau đó ông sống những chuỗi ngày an vui hạnh phúc bên cạnh cha mẹ và vô số bạn bè thân thích. Sau đó không lâu, nhà vua bỗng mắc bệnh đau đầu, thuốc thang mọi thứ đều vô hiệu. Sau gặp một vị thầy thuốc danh tiếng nói cho biết rằng chỉ có một phương thuốc chữa được bệnh của vua, đó là làm sao tìm cho ra một cây chiên đàn, lấy lá ráng lên làm thuốc mà uống. Nhà vua nghe thế lập tức xuống chiếu nói rằng hễ ai tìm được cây gỗ thơm chiên đàn thì sẽ được phong thưởng hậu hỷ, chưa kể còn được vua gả công chúa cho nữa. Lệnh vua truyền xuống chẳng mấy chốc đã tới tai người lái buôn. Ngày nào đi lạc đường, người này tuy mặt người nhưng lòng thú,
Tâm tham dục quyến rũ không sao cưỡng được, nên quên mất ân cứu mạng và những lời căn dặn năm lần bảy lượt của thần cây. Lén lút chạy đi, nói với nhà vua là mình biết chỗ có cây chiên đàn. Nhà vua liền phái một đoàn dũng sĩ đi theo gã lái buôn để đốn cây chiên đàn mang về. Thế là một đoàn người rầm rộ, ngày đi đêm nghỉ, không một ngày nào ngừng. Quả nhiên đến được chỗ có cây chiên đàn. Mọi người ngước lên, chỉ thấy cành lá sum suê, thân cây sừng sững chót vót. Bọn vệ sĩ thấy cây như thế, không ai nỡ ra tay đốn. Nhưng nếu về tay không, thì cái tội khi quân cưỡng lệnh vua làm sao trốn thoát. Đang phân vân lưỡng lự, thì bỗng có tiếng nói vang rền từ trên không vọng xuống. Ta là thần của gốc cây này, nếu quý vị muốn đốn cây thì cứ việc ra tay. Chỉ xin quý vị cố gắng giữ gìn rễ cây để cây đừng chết hẳn. Đốn cây xong, xin quý vị kiếm xác của một người mới chết, lấy máu người này bôi lên rễ cây, rồi lấy ruột gan đắp lên trên, cây sẽ có thể sống lại như cũ. Nghe đến đây, ai nấy mỗi người một tay đưa búa lên chém. Thân cây ngã xuống, đánh ầm một tiếng. Đúng lúc đó, người lái buôn đứng bên cạnh, đang mải mê ngước đầu lên nhìn, bỗng rú lên một tiếng, rồi ngã xuống đất. Mọi người hớt hải chạy đến, thì thấy trên thân của người này máu chảy dầm dề. Thì ra người này không hiểu sao bỗng vấp phải một cái rễ cây mà ngã xuống, bị trúng ngay chỗ hiểm. Thật đáng thương, tiền lãnh thưởng thì chưa thấy đồng nào, mà tính mệnh thì than ôi đã đi đời. Lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi bên cạnh thi thể của người lái buôn xấu số, thì có một người lên tiếng. Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng người nói từ trên không vọng xuống, bảo kiếm xác người mới chết, lấy máu mà bôi lên, rồi lấy ruột gan mà đắp lên rễ cây. Lúc đó tôi hoang mang tự hỏi, ở một nơi hoang vắng như thế này thì lấy đâu ra xác người? Nào ngờ người lái buôn này lại chết bất đắc kỳ tử, hay có thể ông ta vừa tới số cũng không chừng. Thôi thì chúng ta hãy tạm lấy máu và ruột gan ông ta đắp lên rễ cây vậy. Mọi người ai nấy đều đồng lòng hưởng ứng. Khi họ hoàn tất việc này, trong nháy mắt rễ cây bỗng đâm ra tua tủa và cành lá vươn lên rậm rạp, gốc cây sum suê tươi tốt như thể chưa từng bị đốn bao giờ. Nhà vua nhờ uống thuốc chế từ cây chiên đàn nên bệnh đau đầu phút chốc đã lành, bèn truyền lệnh cho tất cả thần dân, ai có bệnh thì hãy đến lấy thuốc chiên đàn còn lại đem về uống. Chẳng bao lâu, bệnh tật nào cũng chữa lành hết. Từ đó, đất nước thanh bình, quốc thái dân an, hưởng hạnh phúc lâu dài. Ngài A Nan nghe Đức Phật kể đến đây, bèn rời chỗ ngồi, tiến lên lễ Phật bạch rằng: người lái buôn lạc đường, sao lại phong ơn bội nghĩa, quên lời dặn dò của thần cây? Tại sao vì muốn lãnh thưởng mà lại làm chuyện trái với lẽ phải như thế kia? Đức Phật là một vị đại giác, Ngài biết một cách rõ ràng mọi dây mơ rễ má của từng quan hệ nhân